Tôi nói cho các cô cậu kế toán biết nhá. Tôi vừa mới nhận được quyết định của cơ quan thuế gửi về là công ty mình tháng này phải nộp phạt gần 50 triệu tiền thuế do kế toán lập báo cáo sai, dẫn đến là trường hợp là phải sai lệch về số thuế phải nộp, nên là tháng này phải bị nộp mất gần 50 triệu tiền thuế. Vì vậy, tháng này tôi sẽ trừ vào lương của các cô các cậu. Làm ăn như thế thì chỉ có chết công ty thôi. Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi? Tôi đã nói rồi là làm việc phải cẩn thận vào. Nếu như không biết, không có kiến thức, không có kinh nghiệm thì phải học hỏi để mà làm. Chứ không phải là cứ cắm đầu cắm cổ vào mà làm như thế. Để đến sai, để đến nộp phạt như thế này thì quê công ty lấy tiền đâu ra mà nộp phạt bây giờ. Không biết thì hỏi bạn, hỏi bè, hỏi người thân, hỏi đồng nghiệp. Mà không ai biết nữa thì chúng ta phải đi học một khóa học, có thể đăng ký các khóa học thực hành kế toán đấy để mà làm việc. Chứ cứ tù mù thế này, làm sai liên tục như thế này thì chết, không công ty không thể nào mà có tiền nộp phạt mãi được. Nên là tháng này tôi quyết định tôi sẽ trừ vào lương cho các cô cậu, để các cô cậu biết là mà làm sao mà sửa đổi, đăng ký một khóa học để mà học đi, để mà làm nhá. Nhưng mà sếp phải hiểu cho bọn em là đi làm thì làm cả ngày ở công ty rồi đấy, chiều thì 5:30 mới nghỉ, thì nó không đi đường thì nhà thì xa, đường thì tắt, 6 giờ 6 rưỡi 7 giờ về đến nhà, về nhà thì nào thì cơm nước con cái thì làm gì còn thời gian đâu đến lớp để mà học nữa. Không có lý do, thiếu gì cách để học. Không học tại lớp, không đến lớp học được, không có thời gian đến lớp học được thì học online. Tôi lên Google tôi search một cái, tôi tìm thấy có cái trung tâm kế toán Việt Hưng đấy, người ta dạy rất là tốt, các khóa học online người ta dạy rất tỉ mỉ, rất chi tiết, chuyên sâu đến từng ngành nghề. Học những khóa học đấy rất là bổ ích và làm việc sẽ không bao giờ sai sót nữa. Tại sao chúng ta không đăng ký học đi mà cứ làm ăn theo kiểu như thế này? Thực ra thì bên kế toán Việt Hưng thì em cũng có tìm hiểu rồi, nhưng mà em đang đợi đến tháng lên lương thì em mới đăng ký học. Lý do cái gì? Nếu không có tiền thì bảo tôi sẽ tạm ứng lương cho, hoặc là tôi có thể là đăng ký học miễn phí cho, tôi cho tiền để mà học. Chứ không đấy, cái tiền học phí của các khóa học đấy nó không đáng mấy, có vài triệu bạc một khóa học thôi, nhưng mà mỗi lần đi nộp thuế này mất mấy chục triệu, hàng trăm triệu thì công ty chỉ có chết thôi. Nên là đăng ký luôn mà học đi để mà làm. Vâng ạ, có thể chị em mình phải đi đăng ký học luôn em ạ. Hôm nay đăng ký học luôn đi, tôi cho tiền để mà đăng ký mà học, nộp tiền học luôn đi nhá. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Lần sau từ tháng này trở đi, nếu mà còn sai nữa nhá thì tôi không phải là trừ lương đâu, mà tôi sẽ cho nghỉ việc luôn đấy nhá, Vâng, bọn hiểu em rất cố chưa? gắng ạ. Nên là học mà làm cho đàng hoàng vào.